10 cái à? Cho 20 đi. Cho 20 được không? Để hỏi cho hỏi đi. Xích quá coi. Dạ, bắt bắt. Cho 20 hả? Cho 20 slot được không? Hồi nãy 10 cái, cái giờ, giờ 10 cái nữa. Người là ta hỏi chồng muốn cho 10 cái là 10 cái gì kìa? Cho 10 cái gì? Ý Nguyễn hỏi câu làm suy nghĩ đen tối lên. Chồng xích qua coi. Cái gì vậy? Xích qua cái coi. Bây giờ anh Ti cho thêm thêm 10 cái nữa. 10 cái gì? 10 hộp 10 hộp tắm trắng 230 với lại 10 hộp kem body 430. 10 slot nữa 430. Đúng rồi. 10 sao? Ủa ai làm gì đâu làm màu tự nhiên vô chửi hai tôi làm màu trời. Lấy gì mà nó tươi đẹp được. Kêu bạn kêu sao hai đứa này màu mèo kìa. Sao cặp này màu màu khiếp kìa chồng, người ta chửi chạy cậu chửi kìa. 10 cái gì nói rồi.